Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu Sử đồng chí Trường Chinh. Đồng chí Trường Chinh có tên đầy đủ là Đặng Xuân Khu, bí danh là Anh Nhân. Sinh vào ngày 9 tháng 2 năm 1907, quê quán Làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Về tóm tắt quá trình công tác, năm 1925, đồng chí tham gia vào cuộc vận động đòi đế quốc Pháp ân xá cho nhà yêu nước Phan Bội Châu. Năm 1926, đồng chí là một trong những người lãnh đạo cuộc bãi khóa để truy điệu nhà yêu nước Phan Chu Trinh ở Nam Định. Năm 1927, đồng chí gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1929, đồng chí tham gia cuộc vận động thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương ở Bắc Kỳ. Năm 1930, đồng chí được chỉ định vào Ban tuyên truyền cổ động Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương. Cuối năm đó, đồng chí đã bị đế quốc bắt và kết án 12 năm tù, cấm cố đày đi Sơn La. Cuối năm 1936, do thắng lợi của mặt trận nhân dân Pháp và do phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam đòi quyền tự do dân chủ và thả chính trị thì đồng chí đã được trả tự do. Từ cuối năm 1936 đến năm 1939, đồng chí là ủy viên xứ ủy Bắc Kỳ và đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương trong Ủy ban Mặt trận Dân chủ Bắc Kỳ. Năm 1940, đồng chí là chủ bút báo Giải phóng, cơ quan của xứ ủy Bắc Kỳ. Tại hội nghị lần thứ 7 của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, đồng chí được cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Năm 1941, tại hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương, trưởng ban tuyên huấn kiêm chủ bút báo Cờ Giải phóng và tạp chí Cộng sản, cơ quan Trung ương của Đảng, trưởng ban Công vận Trung ương. Tháng 8 năm 1945, đồng chí được Hội nghị Toàn quốc của Đảng cử phụ trách Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc. Năm 1951, tại đại hội lần thứ 2 của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Ở đại hội này, Đảng Cộng sản Đông Dương được đổi tên là Đảng Lao động Việt Nam đến tháng 10 năm 1956. Năm 1958, đồng chí là Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước. Năm 1960, tại đại hội lần thứ 3 của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách công tác Quốc hội và công tác tư tưởng của Đảng. Năm 1976, tại đại hội lần thứ 4 của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1976, đồng chí đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Dự thảo Hiến pháp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí là đại biểu Quốc hội khóa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Từ khóa 2 đến khóa 6, đồng chí làm Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Năm 1981, đồng chí được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Năm 1982, tại đại hội lần thứ 5 của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là Ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 7 năm 1986, tại hội nghị đặc biệt Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí được bầu lại làm Tổng Bí thư của Đảng. Tháng 12 năm 1986, tại đại hội toàn quốc lần thứ 6 của Đảng, đồng chí đã được cử làm Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó trưởng ban soạn thảo cương lĩnh và chiến lược kinh tế kiêm trưởng tiểu ban soạn thảo cương lĩnh của Đảng. Đồng chí từ trần ngày 30 tháng 9 năm 1988 tại Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.